Kiểm tra chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu kính mời giáo sư Thiện Thị, đại tá Đinh Xuân Trung thay mặt Hòa Bình Việt Nam đến phát biểu chỉ đạo đại hội. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa đại hội, kính thưa ban chủ tịch đại hội, kính thưa tất cả các vị đại biểu có mặt hôm nay tại đại hội, kính thưa các vị đại biểu đại diện cho ban liên lạc Hòa Bình các tỉnh thành phố hơn 30 lần đến dự đại hội của Hòa Bình Hà Tĩnh hôm nay. Thực sự lúc đầu thì khi nghe được cái tiếng hát của Hà Tĩnh thì tôi xúc động, cảm động. Vì thấy nó sâu lắng quá. Vì thấy con người của chúng ta, của Hà Tĩnh chúng ta đằng thẳng quá. Nó để lại cho tôi một cái sự xúc động thật sự. Là vì tôi chưa đến quyền mẹ rồi. Xin tính chính một chút đây chị. Mẹ tôi là người Thái Hà. Còn vợ tôi là người Hưng Khê. Và tôi sống với cái tình cảm. Nhân dịp đại hội này, với tình cảm là người con của Hà Tĩnh, người con của Hà Tĩnh, tôi xin thay mặt ban liên lạc Hòa Bình Việt Nam và cho phép tôi thay mặt hơn 30 đoàn Hòa Bình các tỉnh và thành phố gửi lời chào thân thiết nhất, trân trọng nhất và yêu thương nhất đến toàn thể bà con Hòa Bình tỉnh của chúng ta. Tôi vừa đi qua một cái cuộc hành trình hơi dài vì công việc chung 5 ngày tôi ở 4 thành phố vừa mới dự cái hội nghị đưa văn hóa trở thành động lực của sự phát triển của Quảng Ninh với tỉnh Quảng Ninh 2 ngày sau đó thì đã về ngày 29 hôm 29 thì tôi cùng với nhiều bà con ở đây với Minh Hạnh Kiệt, Minh Thân Tiến và các bà con ở Ninh Bình làm cái lễ dâng hương vào ngày giỗ của Đinh Tiên Hoàng Đế và vừa hôm ấy 100 người đến dự cái buổi lễ hôm nay và sau ngay buổi lễ làm giỗ Đinh Tiên Hoàng Đế thì ban kiến thiết Hòa Bình Việt Nam đã đến kiến phu cái móng nhà thờ Hòa Bình nơi ở của Đinh Công Trứ và bà Đàm Thị là thân sinh ra Đinh Bộ Lĩnh của chúng ta đứng trên cái móng của nhà thờ Hòa Bình sắp hình thành tôi thực sự cảm động chúng tôi cảm thấy nhận một cái sâu sắc rằng rằng Hòa Bình của chúng ta trong hàng nghìn năm qua là thấm sâu cắm sâu xuống lòng đất dân tộc và đứng vững trước mọi cái thử thách lớn lao của dân tộc chúng ta có hàng nghìn năm qua và đứng trên cái bóng đang hình thành hôm nay và đã hình thành hôm nay là nghệ thu chúng tôi cảm thấy chúng ta đang đứng vững trên cái dòng dòng chảy ấy của lịch sử họ đến chúng ta tôi tin rằng cái bóng nó vững chắc nghìn năm và khi cái nhà thờ nó được hình thành thì họ đi của chúng ta sẽ vững lại và hiên ngang đứng trong sự phát triển của dòng họ của tất cả đất nước của chúng ta. Công việc còn rất nhiều. Cho để có hình thành hoàn thiện được cái nhà thờ Hòa Bình. Nhưng mà ngay sau đó chúng tôi đã bàn bạc với nhau ngay vào buổi trưa hôm ấy và quyết định là trong thời gian ngắn sắp tới sẽ vượt qua khó khăn để làm cho xong cái hậu cung để có thể chúng ta bắt đầu có thể chuẩn bị để thắp hương cho tổ tiên của chúng ta và sau đó thì làm một cái quyết định thành lập cái ban quyên góp để xây dựng cái thể Hòa Bình tôi cũng xin thông báo trong nội bộ là có hai cái chi tiết rất nhỏ nhưng mà cũng rất lớn của chúng ta
là có những người đã đứng đóng góp một cách rất tự nguyện. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Ngọc Hệ, phó ban thường trực Liên lạc Kinh Việt Nam đã đứng ra quyên góp và công đức đóng góp 5 tỷ cho giảng hòa bình cho cả thế giới. Nơi xa nhất của Tổ quốc chúng ta là ở thành phố Phú Quốc, chỉ có hơn 30 người hòa bình mà đã đóng góp hơn 40 triệu cho cái nhà thờ của chúng ta. Anh Hiếu, anh ở đây cũng có mặt. Và từ cái suy nghĩ đó mà chúng tôi cảm thấy rằng hết sức cảm động khi trở về với quê quán của mình và nghe phải phát biểu của báo cáo và nghe cái thăm luận, tôi thực sự xúc động và cảm thấy rằng những cái điều đó đúng với tâm trạng mà chúng tôi đang nghĩ và cũng chưa biết sẽ nói tiếp cái gì ở trong cái tâm trạng như vậy. Năm ngày qua tôi đi qua một cuộc hành trình hơi dài. Cách đây 5 ngày, do công việc xã hội được phân công, tôi đã dự cái hội nghị với tỉnh ủy Quảng Ninh để bàn về phát triển sức mạnh của văn hóa dân tộc trong sự phát triển vững bền và lâu và nhanh chóng của tỉnh Quảng Ninh, và tôi đã đọc báo cáo ở đó. Và cách đây mấy ngày hôm qua thì tại Hải Phòng, Đồ Sơn thì tôi đã dự hội nghị đại biểu những nhà văn lão thành Việt Nam là thứ nhất mà có chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dự. Đấy là công việc xã hội. Nhưng mà cũng trong năm ngày này chúng tôi đã làm được 4 cái việc của họ đi. Một là làm rỗ Đinh Tiên Hoàng Đế. Hai là hoàn cái việc tiếp tục xây dựng nhà thờ Đinh trong giai đoạn tới. Và ba là công việc mà chúng tôi đã tổ chức những quyên góp trong việc nhà thờ này và hoàn thành. Và bốn là chúng tôi đi từ Đồ Sơn cách đây mấy trăm cây số từ chiều hôm qua phải bỏ hội nghị các nhà văn lão thành Việt Nam và 10:30 11 giờ đêm hôm qua anh Hiến và tôi mới về đến đây. Và tôi xin nói một cái tình cảm rất thật là khi tôi về đến đây không phải vì chức vụ trưởng ban liên lạc của Đinh Việt Nam, hoàn toàn không phải cái đó. Tôi về đến đây với ý nghĩa không còn là cái chức vụ mà đó là nghĩa vụ, là nghĩa vụ của đứa con của họ Đinh đối với dòng họ của chúng ta. Mà cái nghĩa vụ đó cũng không phải chỉ là trách nhiệm, cao hơn trách nhiệm, đó là tình yêu. Đó là tình yêu với dòng họ, đó là lương tâm, đó là sự thanh thản của tâm hồn mình đối với công việc mình làm cho dòng họ. Đó là sự tự nguyện đến cùng làm việc cho dòng họ. Vì thế, các bác, hai cái chị vừa mới đi thăm ngôi vị ở Hương Sơn, tôi cũng đã đến đó 2 lần và tôi đã đến hàng chục lần ở Hà Nam rồi, và tôi cũng đã về Hà Tĩnh quyên quà với tôi khoảng 70-80 lần trong khoảng từ năm 1965 đến nay. Và tôi nhớ một cái chi tiết ở chỗ Hương Sơn ở ngôi vị, chắc là anh Công đã kể cho tôi cái đó. Sau nhiều năm lặng lẽ để trông coi cái đền thờ của vị đó thì Bác Quỳ cách đây 5 năm đã chứng kiến cái buổi gặp gỡ của hàng trăm bà con họ Đinh đến để chúc mừng cho cái đền thờ của vị với 3 vị tướng và 1 phu nhân của họ Đinh. Và bác đã nói trong cái buổi hôm ấy với anh Công, và sau Công nói lại với tôi rằng đến bây giờ sau mấy chục năm trông coi cái đền của vị đó mà nếu có qua đời, có mất, có chết thì cũng đã hoàn thành và cũng thấy thanh thản và ra đi. Thưa các bác, anh, các chị, ngày hôm nay tôi rất cầu mong cho hương hồn của Bác Quỳ sẽ được trở về với tổ tiên, sống thanh thản với tổ tiên sau khi đã hoàn thành cái nhiệm vụ bảo vệ cái nền thờ vô vị của mình. Và chính vì thế mà tôi muốn đến về trở về với quê hương, với bà con, với họ Đinh ở trong cái tình cảm đó. Và từ khi nghe cái chi tiết ấy, trong tôi coi Bác Quỳ là một cái người cao thượng, và tôi coi đó là tấm gương mà tôi phải noi theo, và phải làm việc đến cùng cho dòng họ Đinh của chúng ta, để cho họ Đinh chúng ta đứng vững, phát triển và thực sự là một cái lực lượng mạnh trong sự phát triển, trong niềm tự hào của dân tộc của chúng ta. Tôi rất đồng tình một cách sâu sắc với bản báo cáo và ý kiến phát biểu. Tôi cho rằng
hoạt động Hòa Ninh Hà Tĩnh nói báo cáo với rất khách quan, trung thực cả yêu và khuyết điểm, cả những cái hướng sắp tới. Tôi xin trao đổi thêm một chút và qua báo cáo đó và qua ý kiến của các bác vừa rồi phát biểu, sự hình thành Hòa Ninh chúng ta có lẽ có 5 cái việc, 5 cái hướng mà phải làm trong nhiều năm tới. Một, chúng ta đứng ở trên hiện tại này, tất cả những người chúng ta đang đứng ở đây phải trở về với quá khứ, tìm về với cội nguồn để làm nào tìm cho được cái sức mạnh của cội nguồn và làm cái sức mạnh đó sống trong hiện tại, trong một tâm hồn của chúng ta và trở thành chúng ta một cách gì bằng lĩnh để chúng ta sống một cách xứng đáng ở trong hiện tại. Chúng ta thờ những cái vấn đề đó không phải để chiêm ngưỡng, không phải để ngắm nhìn, không phải chỉ để thắp hương, mà chúng ta thờ những vấn đề đó để chúng ta lấy sức mạnh của quá khứ vì cho người chúng ta ngày hôm nay. Ở đó là sự thanh lọc tâm hồn, ở đó làm chúng ta cao thượng hơn, ở đó làm chúng ta tự hào hơn, và ở đó chúng ta được cái cảm của cảm thông với những nỗi đau của dòng họ Đinh trong một tiến trình lịch sử, nhưng mà tiếp tục đứng vững. Cho nên tôi hết sức hoan nghênh và hết sức cảm phục cái ý đã bác vừa mới phát biểu là đưa quá khứ trở về với hiện tại và trở thành sức mạnh của chúng ta trong cuộc sống hiện tại ngày hôm nay, một cuộc sống đầy khó khăn, rất nhiều thử thách hôm nay và những năm sắp tới. Đấy là cái hướng thứ nhất. Hướng thứ hai là tất cả những người họ Đinh đang sống ngày hôm nay đoàn kết lại, gắn bó với nhau, thương yêu nhau để xây dựng cuộc sống tập chính mình. Sự kết tụ của họ Đinh như vậy là một sức mạnh của toàn thể của những người bình thường. Vì thế tôi rất muốn từ các bác anh các chị vừa hôm nay, tôi xin gửi đến 40.000 bà con họ Đinh của Hà Tĩnh của chúng ta đang cặp cụi làm việc, đang sống, đang chiến đấu ở trên tất cả các mặt trận, lặng lẽ thầm lặng gần như vô danh nhưng mà đang làm vẻ vang của tỉnh chúng ta, gửi đến 40.000 bà con họ Đinh đó một lời chào kính trọng, thương yêu nhất. Thưa các bạn và các chị, đấy là hướng thứ hai. Hướng thứ ba, tôi nghe báo cáo và nghe bác vừa mới thăm lời, tôi rất xúc động rằng chúng ta không chỉ xây dựng cho mình mà phải tiếp tục xây dựng cho con em của chúng ta, cho con cháu của chúng ta trong tương lai để họ nối tiếp được cái truyền thống đó của dòng họ Đinh trong 1.000 năm. Họ Đinh Hà Tĩnh là làm được cái quý học, tôi rất hoan nghênh vì đặc trưng của Hà Tĩnh mà với tất cả của tôi là người hiếu học, học suốt đời, học đến bây giờ. Bằng giáo sư không phải là cái gì cả, mà phải học thích. Trong 5 năm vừa rồi, tôi đã đọc 800 cuốn sách và in được 5 cuốn sách và vẫn phải tiếp tục học nữa. Đấy là đặc trưng của những người học Đinh và đặc biệt của Đinh Nghệ An và Hà Tĩnh. Tôi rất vui mừng khi thấy có 2 cháu được giải thưởng cao quốc tế của quốc gia, và tôi tin rằng sẽ có được nhiều cái hướng như vậy. Khi nghe báo cáo như vậy, tôi nghĩ đến không phải khoe với các bác đâu, tôi nghĩ đến bố mẹ tôi. Bố là Võ Đinh và mẹ là người của Thạch Hà Hà Tĩnh, đã sinh ra 15 người con và bất cứ một người. Và trong 11 người con còn lại đó, xin báo cáo rằng có 8 con trai, và 8 con trai đó từ chúng Pháp đến chúng Mỹ và đến tôi là 7 con trai và nhập ngũ vào trong hàng ngũ quân đội. Và trong những người con của bố mẹ tôi đó thì đến hôm nay 9 người đã trên đại học và đã là 5 giáo sư. Không phải là khoe về bố mẹ mình mà nói với giáo họ Đinh về sự hiếu học của họ Đinh, và cũng không chỉ là hiếu học mà do họ Đinh là với một sự kiên định, một sự trung thành, một sự thủy chung với lý tưởng cách mạng của dân tộc chúng ta, một sự chung với khát vọng của dân tộc chúng ta. Đó là đặc trưng của họ Đinh và đồng thời là đặc trưng của họ Đinh Hà Tĩnh. Và trong cái tình cảm như vậy thì tôi hoàn toàn ủng hộ những cái dự kiến hoạt động
cũng đang liên lạc ở bên cạnh đấy. Và tôi rất mong rằng biến cái kết quả của hội trường này, được thông qua hội trường này, trở thành kết quả trong hiện thực của đời sống của chúng ta, và làm thế nào để có thể mở rộng cho cái hoạt động của liên gia ở Hà Tĩnh này trên tất cả các lĩnh vực. Đấy là cái hướng thứ ba, hướng của tương lai. Hướng thứ tư, tôi ủng hộ và các bác phải phát biểu là mở rộng hoạt động của Quảng Ninh của chúng ta trên toàn bộ tỉnh Hà Tĩnh, để mỗi người trong Quảng Ninh Hà Tĩnh của chúng ta có được một cái tình cảm gắn bó với dòng họ của mình, có khả năng vượt qua được những thử thách ghê gớm trong hiện nay và sắp tới, để có thể xây dựng cho gia đình mình, cho bản thân mình và cho dòng họ mình một cách phát triển một cách vững chắc. Với cái suy nghĩ đó và với tư cách là người con của họ Đinh và người con của họ Đinh Hà Tĩnh, tôi xin chúc đại hội nó thành công tốt đẹp, và không chỉ thành công trong hội trường hôm nay mà thành công trong toàn bộ hoạt động của chúng ta trong những năm sắp tới. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Số lượng dự kiến
là 31 thành viên, trong đó thường trực hội là có 7 vị. Và danh sách cụ thể xin báo cáo và xin ý kiến đại hội như sau. Danh sách cụ thể, thứ nhất là đồng chí Đinh Xuân Việt, trưởng ban nhiệm kỳ 2018-2023. Thứ hai là đồng chí Đinh Văn Minh, phó ban thường trực nhiệm kỳ 18-23. Thứ ba là đồng chí Đinh Văn Thiềm, phó trưởng ban nhiệm kỳ 2018-2023. Thứ tư là đồng chí Đinh Hùng Công, phó ban nhiệm kỳ 2018-2023. Thứ năm là đồng chí Đinh Chỉ Sơn, phó ban nhiệm kỳ 2018-2023. Thứ sáu là đồng chí Đinh Thế Sơn, ủy viên nhiệm kỳ 2018-2023. Thứ bảy là đồng chí Đinh Việt Hà, ủy viên nhiệm kỳ 2018-2023. Thứ tám là chị Đinh Thị Thúy Hiền, ủy viên nhiệm kỳ 2018-2023. Thứ chín là đồng chí Đinh Thị Xuân Lệ, nhiệm kỳ 2018-2023. 10 là chị Đinh Thị Ngọc Mai, doanh nghiệp của thị trấn Nước Khê. 11 chị Đinh Thị Thùy, doanh nghiệp của thành phố Hà Tĩnh. 12 ông Đinh Văn Long, doanh nghiệp của thành phố Hà Tĩnh. 13 là ông Đinh Xuân Dũng, doanh nghiệp hiện nay là nằm ở thành phố Vinh. 14 là ông Đinh Do Quang, bác sĩ nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. 15 là ông Đinh Do Đồng, đại diện họ Đinh Do Hướng Sơn. 16 là ông Đinh Do Lý, là nhà báo. 17 là ông Đinh Quang Lân, đại diện họ Đinh Thị Trấn Đức Thọ. 18 là ông Đinh Đức Long, đại diện họ Đinh ở Thường Đức Đức Thọ. 19 là ông Đinh Văn Hóa, đại diện họ Đinh Văn ở Đức Thủy. 20 là ông Đinh Văn Hồng, đại diện họ Đinh Phú Lễ Đức Thọ, hiện nay là phó sở tư pháp. 21 là ông Đinh Sĩ Nghị, đại diện họ Đinh Sĩ ở Đức Thanh. 22 là Đinh Bá Phước, đại diện họ Đinh ở Công Lương. 23 là Đinh Văn Hòa, đại diện họ Đinh ở Thuận Lộc. 24 là Đinh Thân Vinh, đại diện họ Đinh ở Xuân Hải. 25 là Đinh Văn Linh, đại diện họ Đinh ở Cương Giáng. 26 là Đinh Cao Quý, đại diện họ Đinh ở Từ Sơn. 27 là Đinh Việt Từ, đại diện họ Đinh ở Cổng Biên. 28 là Đinh Xuân Đình, đại diện ở Mỹ Anh. 29 là ông Đinh Công Tử, đại diện họ Đinh thị trấn Hương Khê. 30 là ông Đinh Việt Thời, đại diện họ Đinh ở Hương Bình Hương Khê. 31 là ông Đinh Trường, đại diện họ Đinh ở Vũ Quang. Là đại hội lần này xin trân trọng kính mời ông Đinh Giao Công ở ban thư ký họ Đinh Việt Nam tham gia vào ban liên lạc họ Đinh Hà Tĩnh và đại hội đã xin mời ông Đinh. Dự kiến ban liên lạc gồm các vị như sau, gồm 7 vị. Thứ nhất là ông Đinh Xuân Việt trưởng ban. Thứ hai là ông Đinh Văn Minh phó ban thường trực. Thứ ba là ông Đinh Văn Thiềm phó ban. Thứ tư là ông Đinh Hữu Công là phó ban. Thứ năm là ông Đinh Chỉ Sơn phó ban. Thứ sáu là ông Đinh Thế Sơn là phó ban. Thứ bảy là bà Đinh Thị Ngọc Mai là phó ban. Trên đây là đề án nhân sự ban liên lạc họ Đinh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023-2028. Xin ý kiến đại hội thảo luận và cho ý kiến. Đại hội đã cầu kiến gì tham gia à? Như vậy là gì? Đại hội cho một trăm một tay để chúng ta hoàn thành. Kính mời đại hội giải tán.